Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Theo báo Tiền Phong, ông Đoàn Xuân Tiếp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh Bắc đã bị khai trừ đảng do vi phạm quy định về sử dụng bằng đại học không hợp pháp, không trung thực về trình độ giáo dục phổ thông. Bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường vướng nghi vấn dùng bằng đại học giả. Trước đó, một nữ hiệu phó đã bị bắt về tội giả mạo trong công tác. Điều đặc biệt là vị Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh Bắc chưa học hết lớp 7. Sau vụ việc, ông Đoàn Xuân Tiếp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh Bắc bị khai trừ đảng do sử dụng bằng đại học không hợp pháp, không trung thực về trình độ giáo dục phổ thông. Mới đây, nữ phó chủ tịch hội đồng trường này cũng vướng vào nghi vấn dùng bằng đại học giả. Trước đó, một nữ hiệu phó bị khởi tố bắt giam vì có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn tuyển sinh, đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ Anh thầy văn bằng 2 chính quy không đúng quy định nhằm thu lợi bất chính. Cụ thể, vào trung tuần tháng 1 năm 2024, Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh đã họp xem xét và quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Đoàn Xuân Tiếp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh Bắc bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng. Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh nhận thấy với cương vị Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Kinh Bắc nhiệm kỳ 2017-2020 và 2020-2025, ông Đoàn Xuân Tiếp đã vi phạm quy định, nhiệm vụ của đảng viên, vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Ông Tiếp đã kê khai lý lịch không trung thực về trình độ giáo dục phổ thông, trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị để đảm bảo các điều kiện được kết nạp đảng và đảm bảo tiêu chuẩn cán bộ giới thiệu nhân sự ứng cử, bầu cử tham gia và chấp hành đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Kinh Bắc. Dù không tham gia học tập nhưng ông Đoàn Xuân Tiếp vẫn có bằng tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ Địa chất khóa 2005-2010, chuyên ngành quản trị kinh doanh mỏ, hệ đào tạo vừa học vừa làm. Điểm bình quân khóa học của ông là 7,12, xếp loại khá. Tuy nhiên, tại văn bản của Trường Đại học Mỏ Địa chất nêu rõ, ông Đoàn Xuân Tiếp sinh năm 1970, không có thời gian học tập tại trường và không có tên trong sổ gốc cấp bằng tốt nghiệp đại học của nhà trường với những thông tin được ghi trên bằng tốt nghiệp. Đáng chú ý, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Bắc Ninh cho biết, qua quá trình xác minh, ông Đoàn Xuân Tiếp mới chỉ học hết lớp 6, sang đầu năm lớp 7 thì nghỉ, cho nên ông Tiếp không có bằng trung học cơ sở. Sau đó, ông Tiếp đi bộ đội và có quá trình công tác sau này. Hiện tại, ông Tiếp đã đi học thạc sĩ tại Philippines và học tiếp lên tiến sĩ. Hành vi vi phạm của ông Đoàn Xuân Tiếp là rất nghiêm trọng và ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của tổ chức đảng. Trước đó, báo Tiền Phong đã đưa tin, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an thành phố Hà Nội đã chuyển tài liệu đến Công an tỉnh Bắc Ninh để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật đối với kết quả xác minh bằng tốt nghiệp đại học của bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng, sinh năm 1960, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh Bắc. Hành động trên xuất phát từ việc, trong quá trình làm việc, công ty trách nhiệm hữu hạn Chân Thiện Mỹ, công ty sáng lập Trường Đại học Kinh Bắc, phát hiện bà Hồng không có đủ năng lực và nghi ngờ về tính chính xác của bằng đại học mà bà Hồng đã cung cấp. Do đó, công ty Chân Thiện Mỹ đã gửi văn bản đến Học viện Tài chính đề nghị kiểm tra và xác minh việc cấp bằng cho bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng. Ngày 10 tháng 1 năm 2024, Học viện Tài chính đã phản hồi bằng văn bản số 42 xác nhận không có bằng tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh số hiệu A048758 được cấp cho bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng vào năm 2000. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng khẳng định rằng bản thân đáp ứng đủ điều kiện để làm Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh Bắc. Bà Hồng đã cung cấp bằng tốt nghiệp Đại học Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành quản trị kinh doanh do Học viện Tài chính cấp ngày 22 tháng 8 năm 2000, số hiệu bằng A048758, số vào sổ 2587/HVTC để chứng minh việc đáp ứng điều kiện theo quy định của Trường Đại học Kinh Bắc. Không chỉ sở hữu bằng đại học giả, một phó chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh Bắc khác đã bị bắt về tội giả mạo trong công tác theo điều 359 Bộ luật hình sự. Cụ thể, ngày 27 tháng 12 năm 2019, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án giả mạo trong công tác xảy ra tại Trường Đại học Kinh Bắc và các tỉnh. Ngày 28 tháng 12 năm 2019, sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Nguyễn Thị Minh Châu, sinh năm 1958, trú tại phố Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, là Phó Hiệu trưởng kiêm Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Phó phòng Quản lý Đào tạo Trường Đại học Kinh Bắc về tội giả mạo trong công tác, theo điều 359 Bộ luật hình sự.
kết quả điều tra xác định bị can Nguyễn Thị Minh Châu đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn tuyển sinh, đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ Anh hệ văn bằng 2 chính quy không đúng quy định nhằm thu lợi bất chính. Ở một diễn biến khác, Công an quận Đống Đa vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà Đào Thị Bích Thủy, sinh năm 1958 ở Đống Đa, Hà Nội, về hành vi lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác, theo quy định tài khoản 3, điều 7, Nghị định 144 của Chính phủ. Bà Đào Thị Bích Thủy là phó hiệu trưởng kiêm chánh văn phòng Đại học Kinh Bắc, chưa leo cao và giữ vị trí như hai nhân vật kể trên. Việc bằng cấp giả trong ngành đào tạo đại học, cao đẳng cũng đã từng cuốn hút dư luận với ông tiến sĩ giả làm trường khoa, phó khoa, nhiều trường đại học và cao đẳng. Đó chính là cái tên Nguyễn Trường Hải, dùng bằng tiến sĩ, thạc sĩ giả để xin việc. Lãnh đạo trường Cao đẳng Công thương Việt Nam cho biết, ông Nguyễn Trường Hải, trưởng khoa công nghệ thông tin của trường, đã nghỉ việc từ đầu tháng 11 năm 2023 sau khi trường xác minh ông này dùng bằng tiến sĩ giả. Trước đó, đầu tháng 9 năm 2023, ông Nguyễn Trường Hải nộp hồ sơ xin việc vào trường Cao đẳng Công thương Việt Nam và được bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng khoa công nghệ thông tin vào ngày 18 tháng 9. Theo lãnh đạo nhà trường, hồ sơ ông Hải nộp cho trường gồm các loại giấy tờ, bằng thạc sĩ và tiến sĩ đều có công chứng. Tuy nhiên, hồ sơ lại không có bằng đại học. Chúng tôi có yêu cầu bổ sung nhưng thầy Hải bảo bị mất bằng và chờ xác minh lại, đại diện nhà trường cho hay. Thông tin ghi trên bằng tiến sĩ khoa học máy tính của ông Nguyễn Trường Hải, sinh ngày 13 tháng 8 năm 1981, do Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 15 tháng 9 năm 2022. Còn bản sao bằng thạc sĩ, ông Hải nộp trong hồ sơ xin việc cũng ghi chuyên ngành tin học, cũng ghi do trường trên cấp ngày 12 tháng 5 năm 2010. Sau khi ông Hải làm việc tại trường một thời gian, tôi có nhận thông tin từ một người bạn đề nghị xem lại bằng cấp của thầy Hải. Chúng tôi đã qua trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh để xác minh và kết quả là bằng giả. Sau đó, tôi trao đổi lại với thầy Hải về việc này, nhưng thầy ấy khẳng định là bằng thật, học thật. Tuy nhiên, vài hôm sau, thầy làm đơn xin nghỉ việc với lý do bận việc gia đình. Lãnh đạo trường Cao đẳng Công thương Việt Nam thông tin thêm. Cũng theo vị này, khi nhận hồ sơ tuyển dụng, nhà trường chỉ kiểm tra các loại văn bằng, giấy tờ có công chứng là chấp nhận. Đối với những người có bằng đại học, trường thử việc ít nhất 2 tháng, còn trường hợp có bằng tiến sĩ thì thử việc 2 tuần. Do thầy trưởng khoa cũ nghỉ việc nên khi thấy ứng viên có bằng tiến sĩ ngành phù hợp thì chúng tôi tuyển dụng, thử việc và bổ nhiệm ngay. Thầy Hải đã dạy tại trường một vài môn. Trước khi về trường chúng tôi, thầy Hải từng làm giảng viên, lãnh đạo khoa ở 6-7 trường đại học cao đẳng. Vì lãnh đạo này cho hay, đại diện trường Đại học Văn Hiến xác nhận tháng 10 năm 2022, trường này có phỏng vấn ông Nguyễn Trường Hải ứng tuyển vị trí phó trưởng khoa công nghệ thông tin. Trong hồ sơ xin việc của ông Hải nộp cho nhà trường này cũng có bằng thạc sĩ và tiến sĩ với thông tin tương tự như trên. Đầu tháng 11 năm 2022, nhà trường có gửi thư mời nhận việc, thời gian thử việc 2 tháng. Đến ngày 26 tháng 11 năm 2022, ông Hải nghỉ và chấm dứt thử việc tại trường. Ông nêu lý do không hội nhập được với nhân sự trong khoa và có một chút xíu vướng mắc về thu nhập nên nghỉ việc. Ông Hải chưa dạy ngày nào tại trường, đại diện nhà trường nói. Trong khi đó, Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, từ năm 2016 đến năm 2018, ông Nguyễn Trường Hải có công tác với trường trong vai trò giảng viên thỉnh giảng. Khi đó, ông Hải sử dụng bằng thạc sĩ tin học và phụ trách đứng lớp một số môn của khoa công nghệ thông tin. Một số trường đại học công lập và tư thục ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho hay, ông Nguyễn Trường Hải từng làm giảng viên thỉnh giảng tại trường mình trong một thời gian ngắn. Một điểm chung các trường này cho biết là sau khi có thông tin phản ánh về vấn đề bằng cấp và bị xác minh, ông Hải đều cắt đứt các liên lạc với nhà trường. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.